của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOOM. Ủa, chị, sao chị? Gọi bác sĩ trước được không? Quên nữa, cái đó của anh Phê gửi tặng á. Ai là chủ quán? Có chuyện gì không anh? Thu tiền ok. Vậy ai là chủ quán? Cuối cùng ai là chủ quán? Tụi mày giỡn mặt hả? Em chào chị. Em chào chị. Tôi mua mang về mà. Ly này, em trai của tôi mời cô. Bánh hôm nay ngon đó. Em mời chị. Tôi sẽ trả tiền. Món này là do tao làm á. Không khí ở đây buổi sáng đặc biệt trong lành. Chị có thích hoa không? Không. Vậy thì em sẽ làm cho chị phải thích. Bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi. Em sẽ dùng mũi của mình để đoán tên của tất cả các loài hoa. Người thua cuộc sẽ phải dẫn người khác đi chơi. Chị có dám chơi không? Sao? Sợ thua hả? Hãy
Tôi muốn mọi chuyện phải phân xử rõ ràng. Ông chú, xin ông hãy quyết định tôi hay thằng Dần là người nắm quyền. Không phải cô, cũng không phải thằng Dần, mà người nắm quyền chính là tôi. Kể từ ngày hôm nay không được gây chuyện, kẻ nào trái lời đừng có trách. Chị ạ, mình không gây thì có trách thằng chó đây đấy không? Khánh sự của mình không? Mày yên tâm đi, sẽ có người thay ta loại bỏ cái gai này. Lover, I miss you too. Chú cái bà nội mẹ về chứ chú. Gì vậy? Tôi chưa bao giờ nhắn tin cho tao I miss you too. Vậy mà nó dám nhắn tin cho thằng kia I miss you too. Tào lao, chuyện qua 8 năm rồi, nó hoài. Ai biểu nó dám lừa dối tao, tao sẽ dằn vặt nó cả đời. Thôi bớt bớt đi, có người đang cần chị em mình giúp kìa. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON. Làm gì ra đây ngồi vậy? Nhớ ngày xưa. Chủ quán, cho thêm cái ly. Sao anh vô giang hồ? Má nói bê đê quá, đi giang hồ cho bớt bê đê lại. Em sao vậy? Đời của những kẻ như chúng ta rồi sẽ ra sao? Theo sự chứng kiến của anh, trong suốt 8 năm đi giang hồ thì chưa có hai kết cục. Một là ủ tờ, hai là phơi thay ngoài đường. Vậy thì tại sao chúng ta phải tiếp tục con đường này? Có phải nếu tôi không chứa bài, không cho vay thì anh sẽ bỏ cờ bạc không? Thank you.
Không phải em rất muốn trả thù sao? Nếu như em tiếp tục trả thù, em sợ là mình sẽ đánh mất gia đình một lần nữa. Chị Tử, chị là gia đình của em chứ. Em hãy làm cho chị một chuyện cuối. Rồi có chuyện gì vậy chị? Nó muốn rút lui. Không cần trả thù nữa sao? Mình sẽ cho nó thấy việc đó rất cần. Dạ vâng. Cá đã vào hang.
Muốn lấy lại hàng thì đến gặp tao. Giết nó cho tao! Anh Công, lập tức đưa mẹ và anh hai của em rời khỏi thành phố. Anh Phong nữa. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOOM.